Hiện tại là mình đang đứng ngay trong chỗ cái phòng thông tin của một cái đền thờ của người Ấn Độ. Đây là đền thờ Ấn Độ giáo rất là nổi tiếng ở thành phố Chino Hills bên Cali. Cái phòng sách có rất nhiều những cái ấn phẩm của Ấn Độ giáo. Mọi người thấy phía sau lưng của mình hôm đó là cái đền thờ của người Ấn Độ giáo. Mình rất muốn đi vào trong đó, mình quay phim trong đó. Nhưng ở đây họ không có cho mình quay phim chụp ảnh ở trong cái đền thờ đó, mà chỉ có thể quay ở phía ngoài thôi. Vì vậy mà bây giờ mình đi vòng vòng phía ngoài, mình quay cho mọi người xem nhé. Chia sẻ với mọi người là khi mình vào trong cái khu vực này thì trước tiên là mình phải đi vào cái phòng thông tin mình đăng ký với họ. Mình đi vào cái phòng thông tin mình đăng ký với họ, mình họ sẽ đưa cho mình một cái name tag, một cái bảng tên, rồi mình đeo vào, rồi họ sẽ giải thích cho mình những cái luật lệ ở đây. Là trước tiên là mình họ không cho mình mang dép vào trong những cái chánh điện nè, những cái nơi thờ cúng của họ, và họ không cho mang thức ăn, không mang theo thú vật vào đây. Ở đây nó có cảm giác như là mình đi trong một cái cung điện của vua chúa ở vậy, nhìn rất là hoành tráng. Và nơi đây thì họ cũng đang trong cái quá trình xây dựng, gạch đá rồi ngổn ngang, vật liệu xây dựng ngổn ngang luôn. Coi nè mọi người xem không, họ còn đang trong cái quá trình xây dựng, mọi thứ còn rất là ngổn ngang. Mình đi một vòng phía hông của cái này đi ha, bên hông của cái đó, đây là cái chánh điện nè, đây là cái chánh điện, cái đền thờ của họ. Bây giờ mình đi một vòng ở phía ngoài đi. Đi qua phía bên kia. Ừ.
Bên kia có cái ngọn núi tuyết không à, tuyết phủ quá trời kìa. Đó, ngọn núi trước mặt là tuyết phủ không á, trắng xóa luôn kìa. Ồ, tuyết đó, đó tuyết phủ đó, ghê chưa. Ồ, núi kìa đó, núi đó đó, núi trước mặt đó là... Đó. Đó, mọi người thấy không, núi trước mặt đó là tuyết không đó. Đây là cái nhà giống như nhà của các vị sư của bên Ấn Độ ở này. Mà không cho vào thì phải. Đó, bây giờ đi vào cái đền thờ đi ha. Vào đây là phải cởi dép lại hết. Đấy, bây giờ mình phải bỏ giày ra. Hoặc có cái rack để giày nè. Đó, mình mới bỏ giày qua đó, bây giờ mình đi bộ vào nha. Đi chân không mà thấy chưa. Nói chung là ở phía ngoài này chụp được hết. Đừng ở trong tiến địa không chụp được. Hiện tại là mình đang đứng ngay cái phía ngoài cái cổng của cái chánh điện. Đây là điểm gần nhất mình có thể quay cho mọi người xem, bởi vì sau cánh cửa phía sau mình đó thì họ không cho mình quay phim nữa. Và có một điều thú vị rằng mọi người cũng thấy đó, ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt của mình. Có nghĩa là cái chánh điện này họ xây thẳng hướng của mặt trời mọc. Rất là thú vị. Các bạn nào mà có ghé qua bên thành phố Chino Hills thì không nên bỏ qua cái khu có thể nói là đây một cái khu có thể thăm viếng, chụp hình, làm lưu niệm.